Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Samsung A90 5G. Cái con này thì em lấy ở chỗ bác Dũng Sky ấy. Thì cái link mua hàng em sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Và bên cạnh nó là cái con G8 bản Hàn các bạn. Thì hai con này đang hiện tại đang là có cùng một cái cấu hình và cùng một mức giá luôn các bạn. Trên thị trường bây giờ đang tầm khoảng 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. Đằng sau cũng có ba camera. Thì đây là cái ngoại hình của nó đây. Thì bên cạnh phải của nó có tăng giảm âm lượng này, phím nguồn và cũng kiêm là cái phím Bixby luôn. Bây giờ cũng chẳng ai dùng Bixby đâu mà. Đó, đây là cạnh trên thì có khe sim, lỗ mic. Đây là cạnh trái thì không có gì các bạn, cạnh trái không có gì hết. Đó, và đây là cái cạnh đáy. Thì các bác có thể thấy là cái cạnh đáy của cái con này không có cái lỗ mic, cái lỗ tai nghe 3.5, nó đã cắt bỏ đi rồi. Loa ngoài này, mic này, tai C này và không có 3.5 nhá. Con này không có cổng 3.5. Còn cái con G8 nhà mình thì có cổng 3.5. Đó. Thì cái thiết kế của cái con A90 5G này nó cái màn hình nó giọt nước các bạn, và cái màn hình này ấy, nó chỉ là màn hình Full HD thôi. Tuy nhiên thì em thấy là cái chất lượng hiển thị nó vẫn rất là đẹp, không hề có hiện tượng rỗ hoặc làm sao đâu, nó vẫn rất là đẹp. Và cái hoàn thiện của cái con A90 này cũng rất là ok. Tuy nhiên em thấy là em cầm mấy con Note ấy thì cái hoàn thiện của con này nó không được trau chuốt bằng thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn cảm giác nó vẫn ngon hơn cái nhà LG nhà mình. Là các bác có thể thấy này. Tuy nhiên thì cái mặt trước này này họ làm không kiểu không không bo cong bằng cái con G8 nhà mình đâu. Con G8 nhà mình nó bo cong chỗ này nhiều hơn một chút, và cái con Samsung này thì nó bo ít hơn. Bo ít hơn. Đó, và cái em cảm giác là cái khung viền này này nó hơi nhô cao lên một chút, cho nên khi mà vuốt kiểu này này nó chạm vào khung viền trước, không như con G8 là khi vuốt như này nó chạm vào cái màn hình luôn. Đấy. Và cái nắp lưng của cái con này ấy, thì nó lại bo cong hơn. Nó bo theo kiểu bo gấp khúc hơn nhiều ấy, và cái viền này này, cái khung này nó cũng vẫn cao hơn. Đấy, và khi mà cầm nắm kiểu này này, cầm nắm kiểu này nó cho cái cảm giác là cầm vào cái viền, cầm với khung viền này này. Đó. Thì cảm giác cầm nắm nó không ổn với cái con G8 các bạn. Con G8 nó thứ nhất là nó nhỏ hơn một chút, và cái cảm giác cầm nắm của con G8 nó cũng sướng hơn một chút. Đó. Thì cái con Samsung này ấy, màn hình giọt nước này, và cái được cái là những cái cạnh của nó ấy, các bác có thể thấy là nó này, để mở cái sáng sáng này xem nào. Để toàn cái tối nhỉ. Toàn cái tối này. Giao diện dần để toàn tối đây. Kính có sáng không? Không sáng luôn. Tin nhắn này cũng tối thôi bạn. À đây. Thì các bác có thấy này, cái khung viền của cái con A90 ấy, nó còn mỏng hơn cái viền của cái con G8 các bạn. Đó, các bác có thể thấy này. Đó. Và cái phần cạnh trên này cũng thế, cạnh trên nó cũng không 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 mỏng cho lắm, nhưng mà nó vẫn đều với hai cạnh bên ấy. Không như con G8 nhà mình là cạnh trên tự nhiên nó lại dày hơn đó. Và cạnh dưới đây là cạnh dưới thì hai con này nó cũng xem nhau thôi. Đấy, các bạn thấy. Tuy nhiên con A90 nó vẫn mỏng hơn một chút xíu đấy các bạn. Đó. Và hai con này đều bo cong cái góc rất là ghê gớm. Cái cảm giác bo cong này không khoái cho lắm các bạn. Thôi, các bác nào thích thì dùng thôi. Cái thiết kế thì các bác có thể nhìn thấy như này, và nó cho cảm giác là bình thường. Như em thấy là em cảm giác là nó không có gì là cao cấp, và nó cảm giác nó bình thường như bao điện thoại khác thôi. Đó. Thôi, các bạn gọi nhưng mà thôi tắt tắt cái này đi đã. Rồi. Rồi thì đây là hai thiết kế. Thì
Cái con G8 ấy nó có nhiều màu hơn các bạn. Con A90 này chỉ có màu đen và màu trắng thì phải. Hiện tại tay em màu trắng đây. Đó. Và cái cụm camera này. Cái cụm camera này thì cái con G8 là nó bằng phẳng luôn nhé, bằng phẳng luôn. Còn con A90 này nó gờ lên một chút xíu và nó đặt dọc. Về phần cấu hình ý, thì hai cái con này đều đang chạy cái Android 10 các bạn. À, đây, đang chạy Android 10 cả. Đó. Và cái con Samsung này ý, nó có hơn cái bản G8 này ý, là nó có 5G các bạn. Con Samsung A90 này có 5G, còn con G8 này thì không có 5G đâu. Nhưng mà con V50 thì lại có 5G. Đó. Và hai con này đều chạy trên cái chip 855 và có 6 GB RAM, bộ nhớ trong là 128 GB. Thì cái mức này nó là hiện tại bây giờ em thấy đang là mức cơ bản để cho người dùng thoải mái dùng rồi. À, về cái phần màn hình ấy thì hai con em đang để độ sáng là tầm 50 đây. À, các bác có thể thấy là cái phần cái con G8 này nó có cái đường sọc sọc đi lên ấy. Có thể là do không cùng cái tần số quét thôi. À, và cái con Samsung A90 ấy, màn hình nó chỉ có là Full HD thôi. Còn con G8 là 2K. Thì qua cái video này các bác cũng có thể thấy là cái con G8 nó cho cái màn hình nó có vẻ đẹp hơn. Và con Samsung A90 này ấy, màn hình nó hơi ngả vàng một chút. Tuy nhiên thì cái độ rỗ và độ 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 kiểu độ đẹp ấy thì em thấy là cái con A90 nó không thấy bị rỗ gì đâu, còn nó vẫn là đẹp, vẫn nếu như mà không đặt cạnh một con đẹp hơn thì nó vẫn rất là đẹp, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì về phần màn hình này thì cái con G8 này nó hơn cái con Samsung A90 các bạn, nó vẫn trong trẻo và đẹp hơn. Về phần âm thanh ấy thì con Samsung A90 5G này nó không còn cái cổng 3.5 nữa. À, cho nên là khi mà nghe bằng cái tai nghe ấy, nó nếu như mà so với con G8 này thì nó không hay bằng cái con G8 này. Tại vì con G8 này nó có DCR nữa. Và từ bao lâu nay thì nếu mà nghe bằng tai nghe điện thoại LG nghe vẫn rất là hay. À, và cái loa ngoài ấy, thì cái con Samsung này nó chỉ có một loa ngoài phía dưới thôi. Còn cái loa bên trên này nó chỉ để có chức năng đồng thoại thôi, có nghĩa là con này nó không có stereo đâu, và khi mà phát loa ngoài nó chỉ có phát loa ở phía dưới thôi, giống y chang như con G8 đó. Và cái độ to của cái âm thanh ấy thì em thấy là nó có vẻ nó to hơn con G8 một chút. Đây các bác này, đây này. Đấy. Nó cảm giác thế thôi. Đấy. Đấy, thì em sẽ cho các bác nghe cái âm thanh của cái con LG nữa. Đó. À, về cái độ to này, độ to nhỏ này thì em thấy là cái có vẻ con Samsung nó to hơn một chút xíu thôi, nhưng mà em thấy là nó cũng không quan trọng cho lắm, nó cũng như nhau thôi. À, tại vì nghe cái loa ngoài cũng chỉ để nghe chuông thông báo cuộc gọi thôi, chứ nhiều bác cứ lấy cái loa ngoài để nghe nhạc thì em thấy nó cũng không được ổn cho lắm đâu. Về cái phần bảo mật ấy, thì con Samsung này nó có cái bảo mật bằng vân tay này và bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái nhận diện khuôn mặt của cái con Samsung này ấy, nó chỉ là 2D thôi các bác nhé. Nó không ngon bằng cái con G8 và ngay cả cái vân tay này nữa. Cái vân tay này thì nó cũng chỉ là vân tay dạng quang thôi. Và em thấy là nó không cái độ nhạy của nó ấy. Thì tuy nhiên cái độ nhạy nhé, thì nếu như các bác mà để đúng vào cái vị trí thì nó cũng rất là nhạy. Đó, tuy nhiên nó chỉ là vân tay quang thôi. Rồi đến là khi các bác mà nếu mà vào buổi tối ấy, các bác mà muốn rờ đúng cái vị trí của vân tay thì điều đó chắc là khó rồi. Đó. Nó vẫn rất là nhạy. Tuy nhiên thì con G8 này vân tay nó vẫn là một vật lý. Các bác kể buổi tối các bác rờ rờ phát là các bác thấy được cái vân tay nó luôn. Đó, nó có một cái khu riêng mà. Đó, rờ phát là thấy. Chứ còn nếu như mà con Samsung này các bác có mà chắc phải mò mò mãi thì mới mở thôi. Thì nếu về vân tay thì em vẫn thích cái dạng vân tay vật lý hơn, vì nó cho cái độ chính xác và cho cảm giác nó thật hơn. Đó. Và cái nhận diện khuôn mặt này ấy, nó chỉ là 2D thôi nhé. Đó, và nó chắc chắn là không thể ăn được cái con G8 này rồi. Nó chỉ em nghĩ là cái nhận diện khuôn mặt 2D này chỉ làm cho vui thôi, chứ
Em nghĩ các hãng Android cũng đừng nên làm cái gì khuôn mặt 2D nữa. Nó ít nhất giờ nó phải 3D như này, mở trong tối rồi trong đủ mọi điều kiện rất là tốt. À, về phần camera ấy, thì hai con này đều có ba cái camera phía sau. À, tuy nhiên thì con Samsung này ấy, cái camera chính của nó lên những 48 MP cơ. Con G8 này nó chỉ có 12 MP cam chính thôi. À, và cái cam góc siêu rộng này của con A90 ấy, nó chỉ có 8 MP thôi. Còn con góc siêu rộng của con G8 nhà mình ấy, nó lên những 16 MP. Và ngoài ra thì con G8 này có một cam Tele nữa. Và cái con Samsung này nó một cam 5 MP mà họ gọi là cái cam đo độ chiều sâu ấy. Thì em không hiểu là đo chiều sâu để làm gì, có giống như cái Tele không. Nhưng mà trong cái phần camera ấy, đây các bạn có thể thấy này, trong phần camera ấy, hai con này bật lên. Thì đây, trong phần camera của cái con A90 này này, nó chỉ có góc thường này và góc siêu rộng thôi, ngoài chứ không có góc cận cảnh như cái con G8. Con G8 có cận cảnh nó một chút nữa này, đây, các bạn có thấy này, cận cảnh nó một chút này, đấy, và góc thường này và góc siêu rộng. Còn con A90 chỉ có góc thường và góc siêu rộng thôi. Đó. Đó, và cái con A90 này nó cũng không có cái chức năng là chụp chân dung nữa các bạn. Đây, như cái con G8 nhà mình nó có chức năng chụp chân dung này. Đó. Còn cái con A90 thì không có chức năng chụp chân dung. Ngoài ra thì nó cũng có rất nhiều cái chức năng khác nữa, như kiểu là chụp ảnh chuyên nghiệp rồi toàn cảnh các thứ. Thì tuy nhiên thì em thấy là về chức năng chụp chuyên nghiệp ấy, thì cái con G8 nó hơn hẳn luôn. Đây, các bạn có thể vào thấy cái chức năng chụp chuyên nghiệp này. Thì cái con chức năng chụp chuyên nghiệp của cái con A90 ấy, nó chỉ cho các bác điều chỉnh này, ISO này, cân bằng trắng này và ánh sáng này. Đó, cộng trừ EV này. Ngoài ra con G8 nhà mình nó cho đầy đủ luôn. Cân bằng sáng này, nền LED này, EV này, ISO này, cả tốc độ màn chập nữa. Đó, nó rất là bá đạo hơn rất là nhiều. Đó, thì về cái camera trước nữa, thì cái camera trước của cái con đây, con A90 này, em đang nhìn này, để em cho cái A90 này. Thì các bác có thể thấy này, cái này các bác có thể thấy không? Đấy. Thì cái camera trước của cái con A90 này nó những 32 MP các bạn. Và em cũng có đi chụp thử nó với con G8 này rồi, thì cái con A90 có vẻ nó ngon hơn các bạn. Cắm trước thôi, nhưng mà tùy về điều kiện các bạn. Nếu mà ban ngày thì con G8 nó cũng không thua kém gì đâu. Và cái con A90 này nó có thêm cái góc rộng nữa các bạn, ở cắm trước. Tuy nhiên thì nó không rộng được bao nhiêu. Em thấy là làm rộng như này thì thà đừng làm còn hơn, rộng không được bao nhiêu cả. Rồi. Rồi ok, thì cái so sánh camera của hai con này ấy, em sẽ có một cái bài riêng nhé, có một cái clip riêng sau clip này chẳng hạn, để cho các bác thấy rõ được hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà để đánh giá camera ấy, em thấy là cái camera của cái con G8 vẫn dùng sướng hơn các bạn. Không phải là mình thiên vị LG đâu, nhưng mà mình thấy là như thế. Thì về phần pin ấy, cái con A90 5G này nó có pin những 4500 nhưng mà các bác, thì với cục pin đấy và cái màn hình chỉ là Full HD thôi ấy, thì nó cho cái thời lượng sử dụng pin nó hơn hẳn cái con G8 này, và hơn cả luôn cái con V50 nhà mình luôn. Con G8 này chỉ có 3000 rưỡi thôi, còn V50 chỉ có 4000 thôi. Và cái thời lượng em dùng của con A90 này, tại vì em dùng nó không liên tục cho lắm, cho nên là em đánh giá nó không được chính xác hoàn toàn. Thì em nghĩ là nó phải được tầm trên 8 tiếng đấy. Tại vì cục pin nó khá lớn và cái màn hình nó độ phân giải của nó ít hơn. Và cái sạc của cái con A90 này nó hỗ trợ sạc nhanh lên đến 25W các bạn. Còn G8 này chỉ lên đến 21W thôi. Thì cái này nó cũng đánh giá là cái con về phần pin cái con A90 nó hơn đứt luôn.
thì chốt lại giữa hai con mà cùng mức giá và cùng một cấu hình như này ấy, thì không biết các bác sẽ chọn con nào. Còn đối với em ấy, thì em sẽ vẫn chọn cái con LG G8 thôi, tại vì từ bao lâu nay ấy, em sử dụng cái hệ sinh thái của LG nó cũng quen rồi. Còn bác nào mà dùng cái hệ sinh thái của Samsung ấy, thì các bác có thể cân nhắc. Và thứ hai nữa ấy, là cái màn hình của con LG nó đẹp hơn rất là nhiều. Thứ ba nữa là cái thiết kế của hai con này ấy, một con thì làm giọt nước, một con thì làm tay thỏ. Hai cái này đều em đều không thích đâu, nhưng mà để lựa chọn thì em sẽ vẫn dùng cái con tay thỏ hơn. Và thứ ba nữa là cái cảm giác thiết kế của cái con Samsung này, em thấy nó cứ giống mấy con tàu kiểu gì ấy, cảm giác nó không được cao cấp, không được ngon cho lắm. Đó, cảm giác kiểu cứ tàu tàu. Con G8 này thì cảm giác nó đỡ hơn, đỡ tàu hơn một chút. Và tiếp nữa ấy, là cái con LG nhà mình ấy, nó cho cái chất lượng âm thanh khi mà nghe bằng tai nghe nó tốt hơn. Còn loa ngoài thì em thấy nó xem xem thôi. Còn cái camera ấy, thì để mà chụp auto ấy, thì em thấy là cái con Samsung này nó hơn các bạn. Cả quay nữa, nó cũng hơn, nó cho cái chi tiết hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái màu sắc của nó ấy, em thấy là nó đẩy lên rực rỡ quá. Thì cái này tùy người thích thôi. Cái này cũng không 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 cho là cái quy chuẩn chung cho mọi người được. Mỗi người thích một kiểu mà. Thì như em ấy, thì em lại thích cái kiểu camera của cái con LG hơn các bạn. Tuy ở cái chế độ auto nó không tốt mấy, nhưng mà nếu như bác nào mà chụp quen cái điện thoại LG rồi mà biết chỉnh tay nữa ấy, thì nó sẽ cho ra chất lượng tốt hơn rất là nhiều đó. Và cả cái video nữa, video quay chỉnh tay cũng rất là tuyệt vời. Còn cái con Samsung này ấy, em chỉ thấy nó hơn cái điểm lớn nhất ấy, là cái pin của nó trâu bò hơn rất là nhiều đó. Và cái hệ điều hành của Samsung ấy, em cảm giác là nhiều người dùng ở Việt Nam mình quen với nó hơn hơn là LG. Và cái camera trước của cái con Samsung này nó là những 32 mê, thì về thông số thì nó hơn hẳn cái con G8 nhà mình. Tuy nhiên thì cái chất lượng cho ra của nó cũng không phải là vượt trội hoàn toàn cho lắm đâu, em thấy cũng tạm được thôi. Rồi, ok, không biết các bác chọn cái con nào thì các bác comment ở phía dưới nhé. Ok, chào các bác.